Con anh bệnh nặng lắm, anh về nó 200 triệu đi, may ra có thể cứu được cháu. Tìm bạn thân của cha. Thì địa chỉ rồi đó, chú đó có cho cha là dùm theo địa chỉ của chị tìm. Đâu đây, bất ngờ quá, sao không gọi tôi ra đón mà sao bất ngờ ghé đây? Khỏe hả bạn? Khỏe, tôi khỏe re mà, sao rồi? Khỏe không? Dạo này sao? Nên khám bệnh cho thằng con. Cháu bị bệnh hả? Dạ. Bệnh sao mà không đi khám mà mày còn ghé thời gian ghé đây thăm tôi là sao? Lên ra đây là mà đi khám mà bác sĩ cũng cần chút tiền. Tôi muốn giúp anh tới lắm nhưng mà anh đang cũng làm ăn không tốt. Thôi thì chắc là anh nhờ ai đó khác đi chứ giờ tôi muốn giúp anh hết nhưng mà không được. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, nơi xa kiếp con người về với các bụi mờ phải giúp. Anh biết là ngày xưa anh giúp mình như thế nào không? Mình có chút tình mới bán mì dịch rồi để cho chị với anh Hùng lên thành phố làm nghiệp. Nhớ đừng nói với anh Hùng nhé. Đời là phù du. Người sẽ vội
là ba.